Chương 15. Ai là người cầu nguyện cho sự giải cứu? Lời Chúa phán: Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói. Mác 16 câu 17. Kinh Thánh nói hết sức rõ ràng rằng tất cả những người tin sẽ có những dấu lạ cặp theo chức vụ, và tất cả những người tin đều có khả năng đuổi quỷ. Mặc dù một số người có khả năng nhiều hơn trong lĩnh vực này hơn những người khác, nhưng thật cần thiết cho tất cả cơ đốc nhân biết uy quyền của họ trong Chúa Giêsu để đối phó với ma quỷ. Thật là một đặc ân lớn lao để giúp những người nam người nữ phó thác đời mình cho Chúa Giêsu ngày càng gia tăng và nhìn thấy họ học cách áp dụng trong chức vụ giải cứu hiệu quả như thế nào. Với tình trạng suy thoái của xã hội ngày nay và những biểu hiện ngày càng lộ liễu của ma quỷ hầu như hằng ngày, thật cần thiết cho chúng ta để hiểu được uy quyền của mình trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tuy nhiên, để làm được điều này, chúng ta cần phải được tái sinh bởi thần của Đức Chúa Trời và được đổ đầy bởi Đức Thánh Linh. Những đòi hỏi đối với một người ở trong chức vụ giải cứu. Nếu chúng ta không gặp gỡ Chúa Giêsu Christ một cách cá nhân và để Ngài không chỉ là cứu Chúa mà còn là chủ của chúng ta và được báp têm trong Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ thiếu đi uy quyền cần có trong chức vụ giải cứu. Chúa Giêsu là chủ. Bên cạnh những điều khác, Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta một cách rõ ràng rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa và Ngài cũng là chủ của đời sống chúng ta. Chúng ta cần phó dâng đời sống chúng ta về mặt tâm trí, cảm xúc và mọi lĩnh vực khác trên đời sống chúng ta để Ngài làm chủ, để chúng ta có thể hoàn toàn được đổ đầy bởi Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu đấng báp têm trong Đức Thánh Linh. Trong mỗi sách Phúc Âm, Chúa Giêsu được mô tả như là một đấng báp têm trong Đức Thánh Linh, và chúng ta nhớ tới Luca 24 câu 49. Ngài phán với môn đồ của Ngài: "Hãy đợi tại thành Jerusalem cho đến khi họ nhận được lời hứa từ Đức Chúa Cha." Chúa Giêsu công bố những lời này ngay sau khi Ngài hà hơi trên các môn đồ và họ nhận lãnh Đức Thánh Linh trong buổi tối Chúa Nhật Phục Sinh của Ngài. Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: "Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh." Giăng 20 câu 22. Mạng lệnh này được lặp lại trong Công vụ đoạn 1, câu 4 và câu 8. Và khi các môn đồ đợi trên phòng cao, chúng ta tìm thấy trong Công vụ 2 câu 1 đến câu 4 về việc Đức Thánh Linh đổ đầy trên họ. Tiếp sau đó, Phi-e-rơ giảng bài giảng đầu tiên dưới sự sức dầu của Đức Thánh Linh, và ông giải thích điều gì đã xảy ra rằng những người kia không phải say rượu như người ta tưởng đâu, nhưng Đức Thánh Linh đã tuôn đổ trên họ y như lời tiên tri đã chép trong sách tiên tri Joel. Sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái ta cũng đổ thần ta lên. Joel 2 câu 28-29. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Công vụ 2 câu 19-20. Lời hứa của Đức Chúa Cha. Cuối cùng, Phi-e-rơ chỉ ra rằng Chúa Giêsu được tôn lên ngồi bên phải Đức Chúa Trời, và Ngài nhận lãnh từ Đức Chúa Cha lời hứa về Đức Thánh Linh mà Ngài tuôn đổ, và đó là điều họ thấy và nghe. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đang thấy và nghe. Công vụ 2 câu 33. Các ân tứ của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta vận hành trong quyền năng của Đức Thánh Linh,
Chúng ta thấy có các ân tứ của Đức Thánh Linh được chép trong Cô-rinh-tô nhất 12, bao gồm cả ân tứ phân biệt các linh, các ân tứ khác như lời tri thức, ân tứ đức tin và ân tứ lời khôn ngoan cũng quan trọng trong chức vụ giải cứu. Trong cuốn sách Nhận lãnh các ân tứ của Đức Thánh Linh của tôi mô tả làm thế nào tôi nhận được ân phân biệt các linh. Khi tôi phát hiện ra ân tứ này giống như các ân tứ khác, như ân tứ lời tri thức và lời khôn ngoan, có những sự lưu ý hoặc suy nghĩ thoạt đến trên tâm trí tôi, hoặc âm thanh có thể nghe được của Đức Thánh Linh hay một khải tượng nào đó. Điều này dẫn tới việc khi tôi ở trong chức vụ giải cứu, Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ cho tôi phần thân thể trên người đó bị ma quỷ áp chế, hoặc tên của ma quỷ, hoặc cả hai, và làm cách nào để cầu nguyện. Uy quyền của người thi hành chức vụ. Chúng ta cần hiểu được uy quyền đã được ban cho chúng ta trong danh Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Ma-thi-ơ 28 câu 18. Khi Chúa Giê-xu nói rằng mọi quyền phép ở trên trời và dưới đất đã được giao cho Ngài, chúng ta cần tiếp nhận rằng Ngài đã ban cho chúng ta uy quyền ấy để đối phó với quyền lực ma quỷ. Sĩ quan chỉ huy, thầy đội. Thầy đội là người hiểu được những điều gì ở dưới uy quyền của mình. Trong phúc âm Ma-thi-ơ, chúng ta đọc về một thầy đội đến với Chúa Giê-xu và xin Ngài chữa lành cho đầy tớ của mình. Khi Chúa Giê-xu định đến và chữa lành cho đầy tớ đó, thầy đội nói: lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên kia rằng hãy đến thì nó đến, và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giê-xu nghe lời đó rồi lấy làm lạ mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: quả thực ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Ma-thi-ơ 8 câu 8-10. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng thầy đội rằng: hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy đứa đầy tớ được lành. Ma-thi-ơ 8 câu 13. Thầy đội hiểu rằng không phải chỉ có mình ông là người có những người dưới quyền mình, nhưng Chúa Giê-xu Christ cũng dưới thẩm quyền của Đức Chúa Cha. Điều đó khiến chúng ta hiểu được uy quyền mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta và uy quyền trong danh của Ngài. Bởi vì chúng ta ở dưới uy quyền, chúng ta sẽ thấy sự giải cứu xảy ra. Con người dưới uy quyền. Bất cứ khi nào tôi cầu nguyện cho một ai đó, tôi luôn ngửa trong Chúa Giê-xu và nghĩ về uy quyền mà Ngài đã ban cho tôi từ Đức Chúa Trời. Ngay khi tôi ngửa trông vào uy quyền ấy, các thế lực của ma quỷ hiểu rằng tôi đang làm như vậy và chúng bắt đầu rúng động. Tôi thường nói với ma quỷ rằng ta ở dưới uy quyền của Chúa ta và Thầy của ta, Đấng đã dày đạp quyền lực của Chúa và Thầy của chúng là Satan. Khi ma quỷ nhận ra tôi ám chỉ điều này, nó bắt đầu rúng động và trốn chạy. Tôi tin rằng một trong những chìa khóa đắc lực nhất trong chức vụ giải cứu là biết được uy quyền của chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ. Hãy luôn nhớ rằng ma quỷ luôn canh chừng mọi hành động của chúng ta, ngay cả khi chúng ta cầu nguyện, và nếu chúng ta nghi ngờ về uy quyền của chúng ta, sự nghi ngờ đó sẽ được lộ diện ngay lập tức và ma quỷ sẽ chiếm ưu thế. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hoàn toàn tin vào sự xác thực trong lời Chúa. Hoàn toàn tin vào lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tin lời Đức Chúa Trời bằng tấm lòng chúng ta, chứ không phải chỉ bằng tâm trí mà thôi. Người mang đến sự giải cứu cần phải hoàn toàn có đức tin và tin chắc rằng lời Đức Chúa Trời luôn luôn đúng trong mọi khía cạnh. Nếu người đó có bất cứ sự nghi ngờ nào về lời Đức Chúa Trời, ma quỷ sẽ nhận ra và nó không chịu rời đi.
Ma quỷ sẽ nhận ra ngay chúng ta có thực sự tin vào những điều chúng ta nói và chúng ta có thực sự được tái sinh trong tâm linh và tin vào lời Đức Chúa Trời bằng trọn cả tấm lòng chúng ta hay không. Tại một hội thảo ở New Zealand, gồm rất nhiều người nam khẳng định rằng mình đã được tái sinh, là Cơ Đốc nhân được đổ đầy Đức Thánh Linh. Một trong số những người đó đã biểu lộ quỷ dâm dục. Khi tôi cầu nguyện chống lại con quỷ này, tôi trích dẫn Kinh Thánh và ma quỷ bắt đầu phản ứng dữ dội. Sau đó, tôi gọi 30 người đàn ông ở đó và nói với họ rằng chúng ta cùng nhau công bố lời Chúa. Điều này đã chứng tỏ cho họ thấy quyền năng của lời Đức Chúa Trời chống lại quyền lực của ma quỷ. Chúng tôi trưng dẫn nhiều câu Kinh Thánh khác nhau như Giăng 3:16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ma quỷ cứ biểu lộ ngày càng dữ dội hơn, cho đến khi nó phải rời khỏi người đàn ông ấy và anh ta được tự do. Cơ Đốc nhân tri thức. Người đàn ông này chia sẻ lời chứng của mình trong một buổi sáng nọ một cách sửng sốt rằng anh đã được phóng thích. Theo lời anh kể, khi chúng tôi cầu nguyện cho anh, ma quỷ nói qua anh rằng nó sẽ không chịu đi nếu chỉ có 15 người đàn ông ở đó. Nó nói rằng 15 người này chỉ tin lời Chúa bằng tâm trí chứ không bằng tấm lòng họ. Tuy nhiên, 15 người còn lại tin vào lời Chúa bằng cả tấm lòng họ và cuối cùng ma quỷ phải rời đi vì những người này. Thật là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy chúng ta không thể là những Cơ Đốc nhân về mặt tri thức, nhưng là những Cơ Đốc nhân được tái sinh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, hoàn toàn đầu phục quyền của Chúa và Chúa Giêsu Christ nếu chúng ta muốn có một chức vụ hiệu quả chống lại quyền lực ma quỷ. Huyết trong Thánh Kinh. Chúng ta cần có sự hiểu biết rõ ràng và tin chắc vào huyết trong Kinh Thánh mà tôi đã đề cập đến trong phần phụ lục 3. Chúng ta không bao giờ đánh giá quá mức về quyền năng trong huyết Chúa Giêsu đâu. Ma quỷ biết về quyền năng ấy và chúng biết chúng ta có thực sự tin vào quyền năng đó hay không. Quyền năng lớn lao trong huyết Chúa Giêsu cần phải được mọi Cơ Đốc nhân biết và tin bởi chính bản thân họ nếu người đó muốn có một chức vụ hiệu quả. Một người hầu việc Chúa cần hiểu rõ huyết Chúa Giêsu quý báu dường nào. Huyết ấy đã được chuộc mua chúng ta. Huyết ấy đã chuộc mua chúng ta khỏi tay ma quỷ và qua chính dòng huyết ấy, mọi tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Nhiều lần tôi nghe ma quỷ la hét khi tôi bắt đầu đọc lời Chúa trong sách Khải Huyền. Chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Khải Huyền 12 câu 11. Tôi thường nghe người ta làm chứng rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ. Chúng ta phải tránh kiêu ngạo. Khi chúng ta ở trong chức vụ, ma quỷ sẽ biết chúng ta có kiêu ngạo hay không và có bắt đầu xây dựng tiếng tâm qua nó hay không. Ma quỷ làm điều này bằng cách khiến chúng ta tin rằng mình thực sự làm được một điều gì đó khi mà thực tế chúng ta chưa giúp người ta được giải cứu hoàn toàn. Chúng ta cần luôn luôn giữ sự khiêm nhẫn trước Chúa và nhớ tới những gì Chúa Giêsu đã nói với môn đồ của Ngài. Khi 70 môn đồ trở về vui mừng nói rằng: Lạy Chúa, nhờ danh của Ngài mà ma quỷ phải phục chúng con. Chúa đáp lời trong Luca 10. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Ta đã thấy quỷ Satan từ trời sa xuống như chớp. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Dầu vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã được ghi trên thiên đàng. Luca 10 câu 18-20. Bông trái của Thánh Linh. Cũng hãy nhớ rằng chúng ta không bị xét đoán qua những ân tứ Thánh Linh trên đời sống chúng ta, nhưng qua bông trái của Thánh Linh.
Nhiều người nói rằng họ đã đuổi quỷ và nhân danh Chúa Giêsu mà nói tiên tri, nhưng họ không được vào vương quốc Đức Chúa Trời. Chẳng phải hễ những kẻ nào nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Matthew 7 câu 21-23. Chúng ta cần luôn đảm bảo rằng bông trái của Đức Thánh Linh vận hành qua đời sống chúng ta. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Galati 5 câu 22-23. Hãy nhớ rằng ma quỷ có thể đọc được tâm trí của chúng ta. Tôi biết rằng điều này sẽ khiến nhiều cơ đốc nhân hoảng sợ, nhưng tôi đã khám phá ra điều này là thật trong suốt khoảng thời gian thi hành chức vụ. Nhiều khi ma quỷ nói với tôi rằng tôi đang mệt, hoặc tôi đang làm những điều, tôi phải làm những điều khác nữa, hay là tôi đang có một cuộc hẹn khác. Tất cả những điều này hoàn toàn đúng. Vì vậy, chúng ta cần giữ cho tâm trí mình hoàn toàn tập trung vào Chúa Giêsu là cứu Chúa và hoàn toàn đầu phục Ngài. Nếu chúng ta muốn tiếp tục thi hành trong chức vụ, trong quyền năng mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Nhớ không thôi lời Chúa dấu trong lòng tôi, khắc trong tâm lời thánh lạ lùng. Chúa yêu thương Ngài đến dẫn đưa đời tôi, nắm trong tay niềm tin không phai. Tôi sẽ giữ lời Chúa cùng vâng theo, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời tôi. Tôi sẽ giữ lời Chúa là yêu thương, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời. Nhớ không thôi lời Chúa dấu trong lòng tôi, khắc trong tâm lời thánh lạ lùng. Chúa yêu thương Ngài đến dẫn đưa đời tôi, nắm trong tay niềm tin không phai. Tôi sẽ giữ lời Chúa cùng vâng theo, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời tôi. Tôi sẽ giữ lời Chúa là yêu thương, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời. Nhớ không thôi lời Chúa dấu trong lòng tôi, khắc trong tâm lời thánh lạ lùng. Chúa yêu thương Ngài đến dẫn đưa đời tôi, nắm trong tay niềm tin không phai. Tôi sẽ giữ lời Chúa cùng vâng theo, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời tôi. Tôi sẽ giữ lời Chúa là yêu thương, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời.